Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Giờ này làm mấy thêm cháo bưng cái mâm chuối chiên đi bán nha cả nhà. Đậu phộng lên đẹp quá cả nhà ơi. Quá trời luôn. Đậu phộng lên đều ghê ha. Ừ. Củ sắn thì nó lên hơi lọt sọt tí xíu. Sắn nó là yếu. Còn khoai lang thì quá trời em luôn. Chắc bữa nay là rất là xanh luôn á. Bên bà Tư lên yếu quá. Dạ. Hai mẹ con chào em con chồng đó. Đó. Giờ mấy thêm cháo bưng ra lộ. Để bán, để kiếm chút kiếm miếng tiền nữa, mình mua gì mình ăn lại. Ăn tiếp. Bây giờ là chị nói ăn với ăn thôi bà ha. Ừ, sống để ăn chứ. Chứ đâu phải à sống. Nãy giờ để ăn, cái này ăn để nhiều sống. Lắm, mình ăn đâu có hết đâu. Dễ gì, trời ơi cái này mai mà ăn hết mâm này. Mình gỡ gạt lại tiền dầu được chứ. Chuối chiên đây. Chuối chiên đây bà con ơi, mà vô. 4.000 trái chị, mua mấy trái. 4.000, để con lại đây mua bọc cái, chờ con xíu hiếm bà. Muốn trái phải không? Rồi, trái 5.000 luôn, khỏi thối. Chuối chiên. Lấy bọc đi rồi bà Hải, lấy bọc hai đi. Hai ơi, hai cho con vài ngàn bọc coi hai. Chuối chiên bà Tư ơi. Chiên chui, chuối chiên. Chú chiên 4.000 trái ơi, mẹ vô. Hai ơi, hai cho con 200 gram bọc lên 1 ký quay sách. Đến bạn đi, đến bạn đi. Cho bọc gấp cho bà. Cho con tí xíu, bà cho con tí xíu. Bà cường cái. Để cái bự cho nó. Cho con chút nghe em ba để con lấy cái bọc cái đã. Trời ơi, mâm chú chiên nè. Rất là hấp dẫn nha. Bữa nay là chiên ngon hơn bữa đó nha. Thôi trái được rồi, cũng ủng hộ rồi, cảm ơn. Trái được rồi. Tôi mua rồi. Dạ kêu bà chị rồi. Hai ba lấy rồi. Tại vì này mình cũng không có dự định sẽ thành công. Vậy này là đột xuất. Không ngon phải không? Không phải là không ngon đâu. Đúng rồi, bữa nay là bao ngon. Mềm. Bữa nay con bao mềm. Bao giòn. Dạ, bữa nay giòn mà nó mềm đó. Không cứng. Thì làm trong đó đó. Làm trong đó đi ghê. Mướn đất bằng gãy trong đó đó rồi làm. Dạ đúng rồi, bữa đó con nói là không ngon mà. Bữa đó bị tổ đò chát. Bữa đó con nói là con đã bị được. Thôi mình đội lên đó mình bán. Đội dài lên luôn. Ngồi yên đó đi. Đội dài lên chở mình bán đi. Dạ dạ rồi. Trời mình mới ăn no mình lội cho nó tiêu. Lặng mà nó cho ăn nữa. Bị cho nó tiêu hết. Dạ. Ta ai cũng có lông lá có nền út không có. Viền có không? Ai biết đâu nó à. Gọi đi chỗ đen đi. Tại trắng quá cho đen bớt. Làm tới 5-6 người là nó. Mà mấy người kia làm biến cái gì rồi. Mấy người kia làm biến không có đi theo. Đây. Rồi gấp cho bà ba trái đi. Dạ không, bữa nay là bà Tư cứ yên tâm. Không có bị cứng đâu. Cái này mềm á. Cái trắng trắng cho bà mềm. Nè. Rồi, à, cái này cho bà. Bà. Dạ, thôi ngàn. Thôi ngàn. Thôi bà ơi, thôi ngàn. Thôi kiếm ngàn thôi. Cái trắng nè. Vậy hả? Rồi, cảm ơn ba luôn nha. Cái đó nè, mềm bà bao mềm mà giòn luôn nè, cứ yên tâm. Nè, cái này cũng ngon nè. Cái phần nè. Cái nèo nó cũng ba trái phải không? Dạ. Ba trái 12.000. Thôi 8.000. Mượn 3.000 đi. Rồi, mềm dễ ăn lắm. Ngọt ngay. Lắc mua nữa không bán đó. Vậy sao? Ủa? Hết tiền thì lấy gì mua? Còn hai trái nữa lận đó. Rồi đi chiều nó mua cá ăn. Rồi cá ai bán 8.000. Đây tiếp thôi. Ép bả mà bả không mua. Cái này mà nắng với ta. Trời ơi, con đi cô không đem nón luôn. Bảo bắt kiếm nón cho mày à. Chú chiên không? Chú chiên nè, mà hai. Bữa nay hai chồng có đi câu không? Bán 12 trái. Tập hai ơi. Tao bắt mối đừng trái để không mày. Bữa nay ngon. Trái 4.000. 4.000. Rồi bà đó hai trái, bà ba này 1 trái. Đây con gom tiền nhỏ nó bán, nhỏ này bưng. Thôi 4.000 thôi. Gắp cho bà ba 1 trái. Bà ba 1 trái hả? Đây bà cầm này cho bà hai đi. Không. Để cái bàn đây nè. Thôi bưng đi bán cho mau hai ơi. Cho nó mau hết bà ba ơi. Bưng đi bao cho mau. Rồi, có 2.000 luôn, cảm ơn hai luôn. Dạ rồi, đây. Cũng một trái rồi bà ba. Rồi, con cảm ơn. Mua chú chiên hả Tăng? Chiên Tăng. Kìa, Tăng luôn kìa. Mấy trái. Một trái ha. Bà hai mấy trái. Bà hai trái nữa. Đây, gom tiền. Rồi, cảm ơn. Cho bà hai trái luôn. 4.000 hả chị?
Chứ chiên, chứ chiên. Đó, ai bán ta gom tiền. Ha ha. Hai trái hả? Hai một trái. Một trái hả? Ừ. Hai một trái. Coi chị hai đó mấy trái? Hai trái luôn. Trái. Chị hai có hai trái nha, chị ba phải ba trái. Đó, bà hai đó cũng hai trái, bà hai này hai trái. Hai trái 8.000. Dạ, 8.000. Dì ba trái đi. Ba trái. Ba đỏ. 2.000. 2.000. Dạ. Thôi lấy 10. Thôi 10.000 rồi. Cho nó dễ. Đây. Cảm ơn chị Lương. Rồi, con chị đã mua không chị? Rồi đi tiếp thôi, lên đường. Bữa nay ông ta đang bán cho chị mà nguyên một đại đội gì đó. Bán chú còn chị. Hai mũ kia trốn rồi. Hai mũ kia trốn rồi. Chỗ Lạc Hành nó đông đó. Năm ơi chú Năm Chiên. Năm ơi chú Chiên không à Năm ơi. Ông ăn mỡ hả? Cái này không có mỡ. Dầu. Dầu. Bữa nay ngon lắm nghe. Dạ, Lạc Hành chứ đúng phải không? Đi dạ. Xuống sông phải không? Tám ơi chú Chiên. Chú Chiên không? Chú Chiên đại khách. Chị Hải ơi. Chú Chiên bà Hải ơi. Chú Chiên không? Đừng làm sầm cháo mà ngủ. mấy trái hai trái. Ừ, hai trái nó nhỏ nhỏ là cho bà ngủ. Ba trái đi. Năm trái đi. Năm trái đi 20.000. Cấp hai trái rồi. Bởi vì là nhỏ nhỏ nè, sợ là lớn em biết. Hai trái 8.000. Rồi, tối 2.000 luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi đi dài lên. Có người bưng nè. Người bưng người bán. Bữa nay phải đi bán cho hết cái mâm chú Chiên này mới được. Ừ, không hết là về ăn với bà. Ăn chuối không tiếp? Có ai ăn chuối không? Có ai ăn chuối không? Không giòn, không lấy tiền. Giòn, không giòn, không lấy tiền. 4.000. Một người một trái phải không? Hai người là hai trái. Đây. Có một trái mà đưa tấm giấy 20.000 thì thấy chuyện đầu thối. Ờ, giấy 5.000 là thối ngàn. Không, bới bán có mấy chục có tiền đâu. Giấy ngàn nãy đầu ta, đây. Xuống sông phải không? Trời ơi, đi xuống sông tắm. Kia bị xuống sông tắm. Đây, hai trái. Hai trái. Úc hai trái nữa phải không? Rồi, Úc hai trái nữa. 70 trái. Ủa hầm găng à? Trời ơi, tao mềm mụm mà bởi. Mềm. Này, gửi cho Úc. Ghe hầm găng cho nó. Đây. Đây, thôi Úc 2.000 luôn, cảm ơn nha Úc. Rồi, đi dài dài xuống đi. Mình quẹo xuống đi. Ừ. Đi đâu, bà Úc dẫn đường. Ở đây là địa bàn của không, bà liễu xe kia bà đâu phải xe đó. Thì dẫn mình lội đi vòng vòng để bán. Chuối chiên đó. Mới chiên nguyện ngon lắm. Mới nóng hổi luôn. Chuối này nó không cứng luôn, giòn vừa mềm. Ngọt nữa. Mà ngọt nữa, mà thơm nữa, mà béo nữa. Trời ơi. Ơi, nào giờ con mới đi xuống đây làm nhà bà Bảy á. Nhà bà Bảy. Ừ. Nhà Úc ở đây. Hết tới Úc rồi. Rồi này tới đâu? Tới cái nhà của nhà khác. Chú Chiên ơi, mấy cô, mấy chú nhà ơi. Nhà của ông Tám thì á. Ông Tám, ông Chín ơi. Chú Chiên. Chú Chiên tới đây, Lạc Hành đói bụng không? Có ai đói không? 4.000 một trái. 7. Đó, 7 rồi. À, bà 7 hả? Vô đây. Lạc Hành đói là bán luôn tới chỗ mà 4.000 trái, 7 ơi. 4.000 trái à, bà 7. Trời, 5.000 không còn 1.000. Hai trái. Mong no bụng đó để không đói, không xỉu á. Nhiều. Hai trái 8.000. Đông vui quá. Ở đây vui cho lần đầu tiên xuống đây luôn. Bà mấy trái? Dạ, trái. Bà ba ăn trái, cho bà ba ăn trái. Bà ba ăn trái. Đây, thôi tiền. Đây bán 5 trái. 5 trái. Vô mánh rồi. Đi xuống coi đây bộ có lý à. Mời mốt con biết địa bàn ở đây rồi đó nha. Ừ, có gì mày bưng xuống đây. Nè, thôi 38.000 cho 7 nè. Ở 32 mới đúng, 38 phải không? 32 mới đúng. Rồi. Nè. Đó 2 trái. Còn bà này 1 trái, tới chỗ luôn. Đây 2 trái. 1, 4.000 3.
công việc của bà con hàng ngày ở đây là ngày nào cũng có hết. Có ngàn luôn hai. Nè. Nè con thối 3.000 mà đưa con 5.000 rồi. Ừ, thối 3.000 là đúng rồi đó. Ừ, cái chuối 4.000. Đây, 5 trái cho bà. Đưa chị áo xanh đó 2 trái kìa. 4. Nằm đâu? Đây, 5 trái. Giao luôn hai chủ luôn đi. Đây 2 trái. Bánh bò rồi. Nè, 5 trái nè chị Liên. Bánh kia, bánh bánh bò. Hỏi bánh mà không có bán không? Mà dắt này còn rụm rụm. Ừ, rồi, cảm ơn luôn nha. Cảm ơn. Rồi, con cảm ơn đồng bào quý vị. Cảm ơn. 7.000 cảm ơn ông Bảy nhiều. Chú Chiên không? Ừ. Cái tội này là cái tội. Đó mình đâu này mình tính là mình dư 10.000 rồi đó. Không, gian bá 10.000. Không, mình thổi lộn cho bà. Thổi lộn. Thổi lại rồi nghe. Ờ, bá 4, thôi bá 42 mới đúng phải không? Mình thổi có 32 là lời 10.000. Rồi bây giờ đưa bá 42 rồi. Ừ, đưa rồi. Không, trời. Mình tính lộn thì hộp dịch nó còn lộn mà đừng nói mình mà. Tại lâu lâu lộn cái mình lời. Tại bán đắt quá nó vậy đó. Cái rồi tiền cũng lộn đó. Dạ, hai miếng đi. Yeah. Hai miếng đi. Hai sớm lật hành là hết đâu phải không? Còn sớm nào nữa không? Còn sớm nào nữa không? Sớm nào nó không chỉ sớm rồi bán sớm dạ, 8.000. Vậy. Được, bán dưới tiền nhiều hơn đây nữa. Dạ rồi, em cảm ơn. Ở dưới bán nhiều lắm. Dạy lên, dạy lên, dạy lên. Nè nè, thủ quỷ. Ở dưới bán mười mấy trái lận. Thủ quỷ. Dạ, dưới bán mười mấy trái. Vậy hả? Ờ, nhịn đói phải không? Lo lặt không phải không? Ai như bà vậy, bà không chịu bụng nhịn đói mua nhiều chứ. Trần ơi, đi bán chú Chiên rồi cả phòng đội đi một hàng từ... từ đầu còn đến đầu còn. Chú Chiên đây. Có nhiều mà lại ới ta. Ôi, lại ông ba gà, lại ông tư gà. Ba ở dưới nhà ba. Dạ, dưới nhà. Ừ. Chú Chiên hả? Bà chú Chiên cô. Chú Chiên chị 4.000 trái à. Ngon lắm. Giòn luôn. À, mua cho bà Út bằng trái bà nhài. Dạ. Không cần cỏ không cả. Tôi mới ra quán cà phê ngày qua nè. Chị hả mới ra quán tiệm nữa. Rồi, con cảm ơn. Cảm ơn chị luôn. Lên hai trở về. Trở về đi. Xin nó hết nhà. Lên xíu nữa đi, lên xíu nữa đi. Là lên chợ luôn. Xíu nữa đi. Trời ơi, mình mới đi có khúc mà. Đi nào mỗi giờ trở lại. Đi nào mỗi giờ đảo lại. Ôi, con kêu xe lôi rước về. Hình để là bánh đò mình bán học sinh. Hình như là mình đi ngược đường hả ta ơi. Bên đây mát rồi đi về quê. Ừ. Rồi đi mình đi bộ mà đâu phải đi xe đâu mà thuận đường ngược đường. Mình đi giống cái chỗ mà tao đi tay trái thuận mình đi thi theo đi. Đi về thì đi đi. Giờ này học sinh bà ăn bánh năm lan rồi kìa. Bà xã ăn bánh năm lan rồi. Lên lên miễu bán. Để nghe trường học bán em bé luôn đi. Nãy giờ được trăm mấy rồi đó nghe. Hả? Gơi gơi gơi. Có 4.000 mai đâu kìa nó mua cho hả? Trời ơi đi quá chó. 4.000 4.000 4.000 trái. Hai trái đi mua 5 trái. 5 trái 20.000. Dạ rồi. Không quỷ rồi. Đâu, cho tiền. Không quỷ đấy, không quỷ không tiền. Đi bán cô thấy cái đội đi bán thì lực lượng ghê chưa? Vừa bán, người gấp, người gấp tiền. Nó hùng hậu dữ lắm. Vui. Dạ rồi, cho con gửi. Có thanh long nè. Dạ, cảm ơn cô. Cái này là mè đen chứ không phải thanh long. Dạ. Hai trái hả chị? Dạ em hết rồi đó. Rồi. Đây kiểu nào? Đây kiểu này bộ vui. Dân giả đồng quê chị. Dạ, dạ. Dân giả đồng quê. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn luôn nha. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Sao có đứa nào ăn không? Có đứa nào ăn không? Một trái gì đó không biết. Ăn không?
giờ không có tiền cho đứa con trái này ăn không? Cho hả? Được không? Ăn không? Cho đứa con trái nè. Vậy hai con ăn à? Rồi vậy cho hai đứa hai trái nè. Rồi. Rồi, cảm ơn. Điểm ơi, còn mấy bác không hết cho luôn. 6 trái nữa. Không ốc, ăn chú Chiên không? 6 trái nó hết rồi. Không ốc, chú Chiên. Nó chặn rồi. Thôi rồi, chặn không có vô mua. Trời ơi, chó kìa. Chú Chiên coi người đẹp ơi. Có ai ăn chú Chiên không? Kè, ngồi giấu cái mặt kè. Không hộ chú Chiên coi người đẹp. Trời ơi. Ồ. Còn có mấy trái nữa? Giờ thất nghiệp rồi, đi quay. Thất nghiệp rồi, còn 4 trái nữa. 2 trái 8 ngàn rồi bồ. Có 8 ngàn. Út bị đâu Út? Út bị theo quá, đi kêu quá. Đi bán chú Chiên. Bị theo kêu quá, kêu mời tiếp cho để ơi. Nguyên một đội. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, ăn bán rẻ mà. Cảm ơn nghe mày. Bà này lại bị kêu bà mua nãy rồi, bà mua bà đầu tiên rồi. Bà bò ngàn nữa đó. Mấy chú có chú nào mua chú Chiên không? Còn 4 trái à. Còn như đâu đi hết đi. 16 ngàn thôi. 16 ngàn, bán 15 ngàn luôn. 10 ngàn luôn. 15 ngàn. Thôi 10 ngàn là giá rẻ rồi, lỗ chứ. Bây giờ lội tự dưới lên đây nó gã hai cái cặp giò hết trơn rồi. Thấy chưa? Hết rồi đó, hết rồi đó. Rồi, về đã hết. Yeah, mừng quá. Mừng hết rồi, đi về đi. Thủ quỷ giữ tiền. Rồi 15k. Nãy bớt 1k phải không? À, 16 ngàn không đi đó. Thôi 15k thôi. Đó, mình lấy 15k là 15k rồi. Rồi 15k. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn chú luôn. Ăn ngon miệng luôn. Dạ, cũng ngon miệng luôn. Nhậu cũng ngon luôn. 3 chục, 4 chục. Chú Chiên. Dạ, chú Chiên. Chơi đếm tiền giữa đường luôn. Nè, cầm cái bự bự đi. Bự bự. Cái nhỏ là sắp lại mới được. Vô mát nè em ơi, vô mát nè. Rồi mát rồi đại. Rồi ra có mát đây. 8 ngàn. 10 ngàn nè. 5 chục. 7 chục, 8 chục, 9 chục, 100, 101, 102, 103, 104. 30 nữa nè. 104, 1. 30, 3, 40 nữa nè. 7, 3 ngàn. 8, 183 ngàn. 3 ngàn mượn xuất đãi từ đây là đủ 180. 3 ngàn trả bả mì ơi, bên nội kìa đi mấy bên. Là đủ 180 ngàn luôn, chẳng luôn á. Ngày giờ Diền cái số tiền này Diền sẽ tính. Ôi lượng người được thêm mấy ngàn. Mình mua cái gì mình sẽ hưởng thức nữa nha. Cả nhà đặng o bế cho bà Út, bà hai, bà ba đồ mập lên tí xíu nữa. Mập nữa sao lỗi. Bây giờ mình đi về. Ngon không? Ngon không? Dạ ngon. Ăn gọi thêm bà. Ngon không? Được không? Được không? Không có, thấy chưa? Được người khen rồi đó. Mình sợ chuyến này là chiên chuối nó không thành công thôi. Chứ lần này là chắc ăn rồi. Tại lần trước đêm mai mốt mở cái tiệm ra là bán chuối chiên được đó. Đúng rồi. Hồng cũng bánh mì ngon lắm nè. Ngon hơn cũng biết chứ. Rồi, ok, đang gửi. Ừ, cái ca nè. Giờ mấy thím cháu bán chuối về tới rồi nè. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi chặt cải để mà chia nhau ăn nha ông bà cô chú. Tại vì cái phần cải bữa hổm là do như là lúc đó là ăn chưa được. Hôm nay ăn được rồi, bây giờ chị sẽ ra chặt hết luôn. Như là mấy thím chia ra ăn, nếu mà không hết thì tiếp tục chia cho bà con ăn nữa. Hết luôn nha, nhỏ lớn. Nhỏ lớn gì làm ráo hết luôn. Ủa con bao bọc đựng hết không? Để bao nữa đi. Bao không hết đâu, quay vô chổng múc có bao bọc gì sẵn cho cháu ơi. Đó. Bắp bữa nay là được ba lớn rồi đó nha ông bà cô chú. Dao này sao nó biết chịch ta. Nè. Mấy cái này là bữa hổm chừa lại nè. Cái này là mình lặt cái nào ăn được rồi ấy đi, còn cái nào mình ăn không được mình bỏ đi. Cái này mình lặt sát cậy luôn. Dạ. Nè, mình lấy gì luôn nè. Về là mấy cái lá xanh này mình nấu canh. Cái này cũng ngon quá ha. Líp. Hai líp quang líp. Cái này ngon. Bắp bữa nay là cỡ 2 gan tay hết. Sao anh này 7 ăn không? 2 gan 2 ăn ngoài hết à. Ăn chị sánh chó.
Trời ơi, cải hôm nay nó rất là non, là ngon. Cái này là hai gì là bữa hổm là mình ruộng hết đây nè cả nhà. Nhưng mà mình không có ruộng hết. Để lại lận có ăn lận mình ăn. Này là mình thu hoạch đợt này nữa là xong hết rồi đó nha, không còn nữa nha. Này là tiếp tục chập hai. Rồi bởi vì tiết chừa lại nè. Ồ, nay phải kiếm cái bọc cái hai rau này luộc ăn. Rau gì nữa? Đổ ra. Công lùm. Rồi bỏ túi đi, có túi. Rau này rau kia đó mình ăn được mình ha, bỏ túi. Rau gì là gùa hết đúng không? Ừ. Rau sam, rau diệu, rau gì có dồi dôi, cái nào mình cũng ăn được chứ. Mình chia ra nấu canh đâu được. Cái khúc này bắp nó chưa được trắng hung hay bột. Dồi dôi nấu canh ngon lắm á, luộc. Ăn chị bệnh mà. Bỏ túi đi. Cái đó nó không có bắp. Dạ. Mình lấy cái nào ăn được thôi, để không thôi mình đem về mất công. Chặt chậm chậm thôi Trần. Trời ơi, nó nhanh dữ hả? Chặt thì cũng lâu nữa hả? Chặt chờ người ta đi chứ. Thánh thù ơi, đi lúc hẹn mất ta chờ. Ủa cái hàng này nó không có chưa? Thắt chưa? Ê da. Bắp đợt này cũng tốt quá bốc ha. Dạ lỗ cao lỗ thấp. Đất thì có dạng dữ. Thấy bà. Đất có dạng dữ gì? Cái chỗ cái đất đó nó có phân nhiều. Có ở đằng đó kìa nhiều kìa, bên bển kìa. Cái chỗ nào là phân đất nó không tốt. Nó không phát theo phải không? Nè như mấy cây này nó ú lù nè. Không nhưng mà từ từ nó cũng sẽ theo hết à. Tại vì cái khúc nào mà nó thấp quá thì mình cho đi phân nhiều hơn tí xíu. Nè, ở đằng đây đè bắp trắng tư nè. Ngon quá. Ôi ôi ra đây nè. Ngon ghê đây nè. Bắp nào bắp nấy nè. Vô bắp trắng nè. Nè, ngon cũng ghê ha. Nè. Nặng chịu chịu. Ơi sao khúc này mà còn nguyên hàng luôn á. Bà hổm không có bắp chừa lại. Ê, sao chắc? Sao chắc? Cái con dở lên lột xuống đẹp á. Là hồi đó tối ngày theo ghẹo bà bảy giống vậy chứ. Mình cũng bình thường chả gì xảy ra với mình chả. Trả lời gọn hơn ha. Đúng rồi. Ở đây nè, ngọn chỗ nó lặt đi. Chặt hồi tao ta lặt không kịp tao la nữa bây giờ. Không kịp la nữa. Lặt nữa nó la cái nó tụi bà Kiên nó vô nha. Đừng nói gì chứ. Bà Kiên cái giò cái đa tay tụi Kiên cái giò cho. Kiên nó vô. Ai Kiên dục hầm mỏ quán ăn luôn. Kiên nó dục. Ơi ốc bữa nay mình có nữa rồi đó. Nay bữa nay muốn ăn nữa hay gì? Hả? Muốn ăn nữa hay gì? Muốn ăn rồi đó. Để làm gỏi đu đủ ăn. Vậy lên tiếng liền kìa, lên tiếng liền kìa. Ăn ốc không? Mò bữa nay mình mò lại nữa rồi đó. Ngay ngốc nó nói má để cùng sống với má lên bắt hoài. Vô bà ba ơi. Ờ vô. Lặt lại với cũng trắng tư rồi không? Ngon nha. Rồi, nãy giờ cũng ra chặt cải xong hết rồi. Bây giờ cái phần cải này á, giờ chị sẽ chia ra cho bà con nha. Mỗi người lấy một ít về ăn, ai ăn nhiều lấy nhiều. Đặt sơ sơ. Được 2 bao lận á cả nhà, vậy mà mót lại cũng còn nhiều ghê luôn á. Đặt sơ sơ. Quá trần luôn. Cái cải này cũng trắng tư nè. Non nhiễu luôn. Cải này là ăn rất là tốt cho sức khỏe nè. Không có phân thuốc, là không có phân thuốc gì nhiều chứ. Tự nhiên luôn đó. Thì mấy cái lá ở ngoài nó hơi nhâm nhâm hơi tí xíu thôi, nhưng mà ăn rất là tốt cho sức khỏe. Rồi bà ba thấy rau dền nữa kìa.
Keo dền, rau đắng gì cũng hại chứ. Keo dền là ngày mai vô là kiếm hai trái bắp nếp nữa là mình nấu được nồi canh ha. Nấu được nồi canh nữa đó. Nãy túi đầy túi. Bởi vì cũng họ hai bao lần đó. Mình bà Bảy thì đang chuẩn bị xuống ba cái bí nha cả nhà. Nói chứ thì mần gãy thì cứ tập trung vào những công việc ở đây nó hơi nhiều tí xíu, lặt vặt cái một chút. Khi mà rau đồ nó lên rồi thì mình rất là nhiều công việc. Như nè, cái luống này là cái luống luống này là luống gì nè bà ba? Cải ngọt. Cải ngọt hả? Bà ba xạ. Lên dữ dằn không? Lên không có sót lỗ nào luôn. Không sót lỗ nào luôn. Nhiều quá cây nó hơi ốm nhưng mà nó non nó ngon nha. Nó lớn lên chút là nhỏ ăn được. Dạ. Còn bên đây mùng tơi. Bí bữa nay lên đẹp dữ. Mùng tơi có lên chưa? Mùng tơi mùng tơi. Nè lên nhóc nè. Đây nè những cây mùng tơi nè. Lá mùng tơi đó. Mùng tơi có cỏ có nha. Rau dền hả? Rau dền tím đó đúng không? Rồi đây sắp lên thì lớp nào mằng cỏ nè. Ba cái hành bữa nay cũng tốt rồi Bảy. Ba hành này đứng sững luôn kìa. Quá trời im luôn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Để mình tiếp tục cái công việc của mình luôn nha. Mình xin hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn ở video sau luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.